Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục gửi đến anh em tới một video giới thiệu anh em đến 5 sản phẩm từ những đầu CD và Equalizer, Paul, Omni. Thì đầu tiên Tuyến giới thiệu anh em đến một con đầu CD kiêm giải mã luôn. Dòng này có model là Pioneer PDR D7. Dòng D7 này được thiết kế một bộ giải mã riêng biệt, không có liên quan gì đến CD, nên là các bác không cần mồi thì các bác vẫn sử dụng giải mã bình thường các bác nhé. Đây này, khi các bác giải mã thì các bác điều chỉnh ở đây đấy, ở đây thì đấy nó sẽ chuyển đổi các cổng cho các bác. Đây là Atanox này, đây Atanox và Opticap, đây cổng Cosi là cáp đồng trục, đấy ba chế độ để cho các bác giải mã. Giải mã con này chuẩn 24 bit các bác nhé, nên là chất lượng âm thanh của nó rất là hay. Dòng này 24 bit. Và đặc biệt là nó sử dụng đĩa CD thì hầu như đĩa nào cũng chơi được các bác nhé. Con này không kén bất kể một loại đĩa nào. Đây các bác xem nhé. Đây là đĩa này, đĩa sao chép, bất kể dòng đĩa nào cũng đều đọc rất là tốt luôn. Các bác yên tâm, những con này thì mắt mũi của nó thì cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, bấm là đọc, đấy, buông tay là đọc luôn. Đây em bấm nick cho các bài cho các bác này, để các bác biết là tốc độ đọc của nó rất là tuyệt vời luôn. Đấy, buông tay là đọc. Em bao zin bao đẹp, không có một tí vết gì các bác nhé. Các bác yên tâm là con này hàng bãi về đẹp keng luôn. Đấy, dòng D7, một dòng model cao của Pioneer. Đấy, đây là cổng cáp vào nhé, cổng in vào. Và đây là đường cáp Atanox, là các bác có thể chơi điện thoại hay là chơi máy tính. Và đây là tín hiệu ra. Đấy, dòng D7. Một bộ giải mã cực kỳ hoàn hảo luôn. Riêng nếu mà nói về D7 là sử dụng một bộ giải mã cực kỳ hoàn hảo luôn, cực kỳ chất luôn. Và em cũng báo giá luôn, với con đầu giải mã CD kiêm giải mã quả D7, em để cho các bác với giá là 4.200.000 đồng nhé. 4.200.000 đồng. Đấy, một con đầu CD kiêm giải mã với giá chỉ có hơn 4 triệu đồng mà các bác sở hữu một bộ giải mã chuẩn 24 bit rất là hay luôn. Các bác chơi nhạc mạng thì không phải bàn. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model cao cấp của Victor. Dòng này dòng Omni, có model là GA-S71 các bác nhé. Đấy, nói đến GA-S71 thì nổi tiếng với chất âm và rất là hay và khỏe. Con này ưu điểm là đánh 8 sò sắt. Đấy, đây các bác nhìn rõ nhé, 8 sò sắt cho 2 cây, 8 sò sắt của hãng. Và các bác nhìn hai quả tụ như hai non sữa ông thọ nhé, to hơn non bia luôn. Các bác nhìn bộ tụ của nó khủng long luôn. Đấy, tụ của nó là 63V và 15.000mi, còn to hơn non bia nhé các bác nhé. Và một biến áp khổng lồ. Đấy, một biến áp khổng lồ của nó. Và con này là zin tuyệt đối, chứ có một mối chấm hàn từ đèn thúc xanh đen, còn zin nguyên bản, không có động chạm bất kể một chi tiết nào. Và con này đẹp, mặt đẹp như mới luôn. Con này có thể nói là đẹp chỉ thiếu thùng xốp luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé. Nó ra đời từ những năm 70 mấy giờ mà nó còn đẹp xuất sắc đến như này, các bác có thể nhìn nhé. Một bộ Omni cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này cho công suất là 191W, đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhé. Này, đánh từ 4 cho đến 16 ohm, đánh hai cầu A và B. Và đặc biệt con này có cả cổng rề, có thể làm rề cho hai con Omni khác các bác nhé. Đây là cổng rề 1 và rề 2 nhé. Đấy, con này ưu điểm của nó này là sử dụng để làm rề cho những con Omni khác. Bộ rề của nó rất là hay. Đấy, các bác có thể liền lúc với các bác sử dụng cho hai con Omni khác được. Đấy, cổng rề 1 và rề 2 mà ít những con Omni nào có được như con này. Bởi vì con này nó sử dụng một bộ rề chuyên nghiệp. Đấy, rất đẳng cấp luôn. Đấy, con này thì nâu nớt đầy đủ các bác nhé. Nâu nớt đầy đủ, đấy, giải bát giải chét, rất là đẹp. Con này thiết kế cực kỳ đẹp, mặt nhôm phay xước, hầu như không có một tí vết nào luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn một con Omni đẹp hầu như không có tí vết nào luôn. Đẹp xuất sắc luôn mà một bộ máy khổng lồ. Đấy, ít con nào có được. Chất âm con này thì khỏi phải bàn, rất là hay. Sassy 7 màu rất là đẹp luôn. Đấy, từ đít đáy là không có rôm rỉ gì. Và với con Omni GA-S71 em để cho các bác với giá là 6.500.000 đồng nhé. 6.500.000 đồng cho con một Omni Victor. Rất là đẹp và rất là chất và rất là gấu luôn. Vỏ viết đẹp keng luôn, toàn bộ như đẹp như mới luôn. Đấy,
Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Equalizer của Mazang. Dòng này cũng là khá là cao cấp. Con này có model là EQ551 các bác nhé. Con 551 này sử dụng là mỗi một bên là 10 cần chỉnh Equalizer cho hai kênh. Và đặc biệt con này có cả nháy tia rất là đẹp. Con này thiết kế nháy rất là đẹp luôn. Dòng cao cấp của Mazang. Nó đây các bác nhìn nhé. Độ đẹp của nó là không có một vết chày luôn. Hàng bãi về đẹp kính con luôn. Đấy. Một bộ máy đặc xoắn luôn các bác nhé. Nhìn những cái bộ máy nọc của nó này. Những vỉ con IC nọc của nó rất tuyệt vời luôn. Và những cần chỉnh bát chét của nó đây. Đẹp mỹ mãn chưa một mối chấm hàn nào các bác nhé. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Dòng này là được sản xuất tại Nhật các bác nhé. Mazang. Đấy. Đây các bác nhìn nhé. Made in Japan. Con này là xuất thị trường châu Âu và thị trường xuất thị trường Mỹ, nhưng mà nó là dòng đa cầu điện, nó điện từ 110 đến 120V và có cầu chuyển từ 220 đến 240V, rất là tiện cho các bác chơi. Đấy, nguyên bản nó là hàng xuất Mỹ chứ không phải nó là hàng nội địa Nhật, bởi vì nội địa Nhật thì nó chỉ có 100V. Đấy, con này là hàng Nhật nhưng mà xuất đi thị trường Mỹ, dòng Mazang. Đấy, Mazang EQ551, con này rất là chất. Và với con 551 này em để cho các bác với giá là 4.600.000 đồng nhé. Em hôm nay em xả giá để cho các bác 4.600.000 đồng cho con EQ551 này. Đấy, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn, hầu như không tì vết luôn. Đấy, nó chỉ nhỉnh hơn con 3.7 của Pioneer một tí mà chất âm thì vượt xa so với lại 3.7. Sử dụng là cần chỉnh cơ rất là tiện cho các bác, để cho các bác chỉnh đấy chứ không phải là dùng điện. Đấy, này là toàn bộ cần cơ các bác nhé. Đấy, 20 cần cơ cho hai bên và đặc biệt là có dàn nháy nước giữa rất là đẹp. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni đèn của Nutman, dòng đời chữ ký. Dòng này có model là 38F các bác nhé. 38F đấy. Thiết kế một mặt nhôm phay xước rất là đẹp luôn, từ hình dáng cho đến mọi chi tiết. Con này là thiết kế là hai cái cần chỉnh giải bát chét và cho hai kênh. Và ưu điểm con này nó là rề cũng là rề đèn luôn các bác nhé. Đấy, con này là sử dụng đây là 12, đây là 4 bóng 12 AX sử dụng trong phần rề. Còn đây là phần công suất. Con này phần công suất thì chạy bóng 50C A10 các bác nhé, 50C A10 của NEC, toàn bộ là bóng NEC hết. Đấy, dòng Nutman ở đây là nó thiết kế là một biến áp nguồn và hai biến áp xuất âm và một biến biến áp nắn các bác nhé. Một biến áp nắn, con này đẹp kính cong luôn. Đấy, đẹp xuất sắc. Đây là các bác nhìn, đây là cầu chữ U có thể nằm rề cho những con âm ly khác, rất là tiện. Và nó đánh từ 4 cho đến 16 ohm để cho các bác chơi. Đấy, các bác chơi 4 ohm thì các bác gạt về 4 ohm, mà các bác chơi 6 ohm gạt về 6 ohm, và 16 ohm thì các bác gạt về 16 ohm. Con này tổng công suất là 200W nhưng mà công suất ra loa là tương đương là 30W một kênh các bác nhá. Dòng này SQ38F đấy. Sản xuất tại Nhật. Riêng cái bộ rề con này đã xứng đáng của nó là mười mấy triệu rồi các bác nhá. Đấy, thiết kế rất là đẹp, đời Nutman, đời chữ ký, đây là Nutman, đấy, biểu tượng của Nutman, dòng chữ ký. 38F. Một con âm ni đèn và sử dụng toàn 5 quả tụ trắng, tụ cao cấp nhé. Toàn dòng tụ cao cấp của Nippon. Đấy, các bác nhìn nhé. Một quả âm ni đèn cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ chất luôn. Dòng 38F. Với con 38F hôm nay em tuyến để cho các bác với giá là 19.500.000 đồng nhé. 19.500.000 đồng cho con âm ni đèn 38F này. Đấy, model SQ38F, dòng Nutman, đời chữ ký, rất là đẹp và rất là chất. Chỉ đắt hơn một con rề một tí thôi. Đó, chỉ đắt hơn một con rề đấy, mà con này sử dụng cả pau lẫn rề đèn luôn các bác nhé. Rất là tiện cho các bác chơi và đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác nhìn một con âm ni đèn đẹp xuất sắc luôn. Với giá chỉ có 19.500.000 đồng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Pau của Mỹ các bác nhé. Dòng này dòng PVay có model là CS800X các bác nhé. 800X con này thì công suất của nó là 1.300W. Đánh 20 sò Motorola.
20 sò sắt Motorola. Dòng này made in USA, dòng này hàng sản xuất tại Mỹ và xuất cho thị trường châu Âu các bác nhé. Con này đánh thì đánh từ 2 ôm trở lên các bác nhé, đủ cho các bác đánh bất nghĩ những dòng loa khó tính đấy, từ 2 ôm thoải mái cho các bác chơi đấy. Cầu tổng con này tổng công suất là 1.300W đấy, 1.300W mà công suất ra loa là 600W một kênh và đánh từ 2 ôm trở lên, đủ cho các bác bất kể những dòng loa khó tính các bác có thể chơi liền lúc được 3 đôi loa. Nếu mà 3 đôi loa 200W thì các bác chơi liền lúc chơi được 3 đôi. Đấy, 3 đôi loa thoải mái cho các bác chơi. Những con này nó rất xuống rất là sâu, hầu như không kén bất kể một loa nào. Các bác nhìn hai quả tụ nó như hai non sữa ông thọ này. Đấy, tụ xanh của nó nằm ở bên dưới cái vỉ đây nha các bác nhé. Hai quả tụ như non sữa ông thọ. Quá to luôn này, các bác nhìn quả tụ nha, quả tụ khổng lồ. Và một cái biến áp cũng khổng lồ không kém các bác nhé. Đây là một cái biến áp khổng lồ của nó luôn. Đấy, một quả biến áp khổng lồ. Đấy, con này cái sò nó nằm ở đây, nó là bắt vào cái nắp đậy đây rồi nên là không tháo được. Nhưng mà đánh chuẩn là 20 sò luôn các bác nhé. 20 sò Motorola, toàn bộ mỗi giấy vậy là 10 con, hai bên là 20 con. Và con này đẹp như mới luôn nha các bác nha. Các bác nhìn độ đẹp của nó như mới luôn, đẹp kính con luôn. Đó, dòng này thì hầu như đánh không kén bất kể những dòng loa nào. Đánh từ 2 ôm trở lên thì các bác đủ hiểu là nó đánh mức độ nào, độ nhạy nó cao mức độ nào. Con này chất âm thì miết bàn. Đấy, 600W nhân 2 thì các bác đủ hiểu là con này nó khủng long đến cỡ độ nào. Đấy, đánh 20 sò Motorola xịn luôn sò luôn. Các bác nhìn nhé, 20 sò Motorola luôn nhé. Đấy, 20 con sò Motorola, chất âm thì miễn bàn, hàng Mỹ nòi luôn. Đấy, đủ cho các bác chơi những dòng hạng nặng bất kể loại nào. Đây, ở đây nó sử dụng dắt Canon hoặc sát Sony. Và với con quả Mỹ P-Way CS800X này, em để cho các bác với giá là 11 triệu đồng nhé. 11 triệu đồng cho con Mỹ đẹp hàng bãi, đẹp kính con, đẹp như mới luôn các bác nhé. Đấy, đẹp như mới luôn. Nói thật là con này thì nó bán thì rất là đắt tiền, chỉ hàng bãi thì nó mới có cái giá, ở Việt Nam mới có giá này, chứ còn nếu mà hàng ấy thì các bác chắc là khó ai mà dám chơi, bởi con này khá là đắt đỏ, đẹp kính con luôn. Đây các bác nhìn từ biến áp này, đó, rất là đẹp. Và hôm nay em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 5 sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Zalo của em là 0129984869, địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Và những sản phẩm này, các bác có nhu cầu mua hàng, những sản phẩm nào dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng, và những cái sản phẩm nào trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 1 triệu để em gửi hàng cho các bác. Và em cũng nói rõ luôn là toàn bộ giá em vừa báo là chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em Tuyến. Em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm. Em chào các bác.